Nhằm tạo cơ hội phát triển cho giới trẻ Việt Nam, việc Broder, tổ chức phi lợi nhuận do các du học sinh Việt Nam tại Mỹ thành lập, đã tổ chức cuộc thi thử thách Tôi lãnh đạo IELTS Challenge năm 2016 diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 31 tháng 7. Điểm đặc biệt của cuộc thi này là từ các đội tham gia đến ban tổ chức đều là học sinh, sinh viên mang trong mình đam mê thực hiện dự án cộng đồng và tạo nên sự thay đổi từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, lan tỏa nhiều hơn nữa đến mọi người xung quanh. Được tổ chức dưới hình thức một cuộc thi gây quỹ, các bạn học sinh, sinh viên phải tự tay lên kế hoạch xây dựng một dự án cộng đồng. Các nhóm có ý tưởng tốt sẽ được cấp vốn để thực hiện và thi đua gây quỹ với nhau. Ba nhóm và cá nhân xuất sắc sẽ giành được những phần hỗ trợ là 30 triệu đồng. Được biết, trong 9 dự án tham gia cuộc thi, hầu hết đối tượng được hưởng lợi ích là người khuyết tật, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.